lại là hai chị Miễn Linh đi ạ. Xin kính chào các chị cô chú có mặt trong buổi livestream ngày hôm nay nhá. Chính anh vì anh đã cho em biết yêu và thương, mà tại sao trớ trêu anh là gió lướt qua nhanh để em đông lại hơi sương. Hoa mỹ trong câu ca này, để một ngày nào kia con tim anh lắng nghe, nhìn thấy anh lao đao dũng khí nào để em giang cánh tay ôm anh vào. Quá khó để chăm lo một người con gái ấm no hạnh phúc đến khi cuối đời, bởi em nghèo quả nhiên là ai cũng thế thôi. Chẳng ai chọn cách nắm tay một người mà quên đi hoàn cảnh trước mắt lầm than. Vì quá ngu si hay vì em đã yêu vội vàng, vì cả tương lai nên là anh trả nợ cứu mang. Một nụ hồng thơ ngây, đôi vai phải chịu nhiều gánh vác, giờ mang thêm đau thương vì bãi khe phù vàng. Người muốn kêu ai trong màn đêm tối tăm đỏ đầy, người muốn tìm gì à rơi đáy ly rượu cay. Đêm đêm khóc than mình anh, cầm bút nước xót cho chồng. Làm sao em quên đi và ngồi ngóng trông em buông đi hết trong lòng. Và bố sẽ cho hai chị em xin đôi được không cả nhà ơi? Yeah, cùng nhau lì xì chia sẻ cho hai chị em một ly chia sẻ. Và đừng quên yêu cầu bài hát tình dưới giúp hai chị em luôn nha cả nhà. Chính anh vì anh đã cho em biết yêu và thương, mà tại sao trớ trêu em là gió lướt qua nhanh để anh đồng lại hơi yêu xưa. Câu bài hát đi ạ. Hoa mỹ trong câu ca này, hoa mỹ trong câu ca này. Để một ngày nào kia con tim em lắng nghe, nhìn thấy em lao đao dũng khi nào để anh giang cánh tay ôm lấy vào. Quá khó để chăm lo một người con gái ấm no hạnh phúc đến khi cuối đời, bởi nghèo quả nhiên là ai cũng thế thôi. Chẳng ai chọn cách nắm tay một người mà quên đi hoàng kim trước mắt lầm than. Vì quá ngu si hay vì anh đã yêu vội vàng, vì có tương lai nên là anh chưa được cứu mang. Một nụ hồng thơ ngây, đôi vai phải chịu nhiều gánh vác, giờ mang thêm đau thương vì bởi kẻ phù phà. Người muốn kêu ai trong màn đêm tối tăm đỏ đầy, người muốn tìm gì ở nơi đây lấy rượu cay. Đêm đêm khóc than mình em, cầm bưng nước xót cho chồng. Làm sao em quên đi và thôi ngóng trông em buồn đi hết trong lòng. Vì quá ngu si hay vì anh đã yêu vội vàng, vì cả tương lai nên là em trả nợ cứu mang. Một nụ hồng thơ ngây, đôi vai phải chịu nhiều gánh vác, giờ mang thêm đau thương vì bởi kẻ phù phàng. Người muốn kéo ai trong màn đêm tối thâm đỏ đầy, người muốn tìm gì ở dưới đây lấy rượu cay. Đêm đêm khóc than mình em, cầm mang nước xót cho chồng. Làm sao em quên đi và thôi ngóng trông em buông đi hết trong. Cả nhà mới chia sẻ những tin cho hai chị em được không ạ? Một bài hát đang rất là hot ạ. Tổng Phu. Hay không mọi người? Cả nhà thấy hay thì cả nhà lì xì chia sẻ những tin rực rỡ cho hai chị em nha. Dạ, đúng rồi mọi người ơi. Hey! Yêu quá, đã xin rồi còn hát hay. Dạ, cảm ơn Lục Trần, cảm ơn Việt Trinh. Em không cần biết quá khứ anh ngày xưa,
Em chỉ cần nắm tay anh trong từng ngày mưa, tim anh lành giá hoa đã yêu chưa. Có khi hạnh phúc là cảm giác mình thật dư thừa. Trong muôn vàn kiếp sống cố chấp chắc mình em thôi, đắm say vì những nét nhan sắc người đẹp tuyệt vời. Nhưng trong cả thế giới ánh mắt em chỉ sai người. Ngày ngày bên anh yêu anh thương anh chỉ vậy thôi. Nụ cười ơi đã hết lòng, ngày mai em lấy chồng, rồi xe hoa quá hồng, riêng anh cô đơn ngồi nhóm mong. Nhìn em sắc cuối trời, thuyền anh không bến đời. Tình yêu này hết rồi, xin cho con tim được nghỉ ngơi. Về bên ai cố cười, vì đại công như mất người. Đừng vuông trên mắt buồn bao nhiêu tâm tư sầu tiếc thương. Còn trong anh những điều, từng dòng tư xếp cái dịu. Thả theo mây gió chiều bay đi xa xăm buồn có liêu. Chị đâu rồi, mình có thể lì xì mạnh mẽ hơn được không mọi người ơi? Chia sẻ mạnh mẽ hết mình cho Linh Em và Yến Dung My được không ạ? Yeah. Trong muôn vạn kiếp sống cố chấp chắc mình anh thôi, đắm say vì những nét nhan sắc người đẹp tuyệt vời. Nhưng trong cả thế giới ánh mắt em chỉ say người. Ngày ngày bên anh yêu anh thương anh chỉ vậy thôi. Nụ cười ơi nát lòng, ngày mai em lấy chồng, rồi xe hoa phá hồng riêng anh cô đơn ngồi nhắm mong. Nhìn em sắp cuối trời, thuyền anh không bên đời. Tình yêu nay hết rồi, xin cho con tim được nghỉ ngơi. Về bên ai cố cười, vì đành không như mất người. Đừng buồn trên mắt buồn bao nhiêu tâm tư sầu tiếc thương. Còn trong anh những điều, từng dòng tư xếp cái dịu. Thả theo mây gió chiều bay đi xa xăm buồn có liêu. Tình tan duyên phận trời ban, lòng ta ôm xót mơ điều tàn. Lạnh cơn trong cõi lòng ngàn năm, còn vương trong giấc mơ hoàn đời. Nụ cười ai đã lòng, ngày mai em lấy chồng, rồi sẽ hoa pháo hồng riêng anh cô đơn ngồi nhớ mong, ngồi nhớ mong. Nhìn em sắp cuối trời, thuyền anh không bên đời. Tình yêu nay hết rồi, xin cho con tim được nghỉ ngơi. Về bên ai cố cười, vì đời không nhớ mất người. Đừng vương trên mắt buồn bao nhiêu tâm tư sầu tiếc thương. Còn trong anh những điều, từng dòng thư xếp cái diều. Ta theo mây gió chiều bay đi xa xăm buồn cô liêu. Còn trong anh những điều, từng dòng thơ xếp cánh diều. Thả theo mây gió chiều bay đi xa xăm buồn có liêu. Còn tăng cân không? Dạ vẫn còn à. Thảo Mộc tăng cân nha, em vẫn còn hàng đấy à. Với giá là 350.000 một hộp, một liệu trình thái hộp là 600 tiền, hoàn toàn miễn phí ship nha. Đúng rồi, ai cần được tăng cân an toàn và bổ bổ sức khỏe thì mình không thể nào bỏ qua được sản phẩm tăng cân Mộc Đài nha em nghe. Hello, xin chào anh chị cô chú mình lỡ hẹn với, lỡ hẹn nha Yến Linh, lỡ hẹn với dòng Lam ạ. Ok luôn. Anh chị mình cứ yêu cầu bài hát đi ạ, vì còn lại là tụi em sẽ phục vụ tới công chuyện cho anh chị mình luôn. Dạ, đúng rồi, những bài hát nào mà hai chị em phục vụ được hai chị em sẽ cố gắng phục vụ cho các anh chị tới cùng luôn. Em cần tư vấn collagen ok Hương Lê, để số điện thoại cho em đi được không ạ? Yeah, collagen, collagen nhà em sẽ có chương trình siêu khuyến mại cho Hương Lê. Nếu như Hương Lê để lại số điện thoại nha. Mây chiều bàng làng soi bóng nước, một chiếc thuyền nan vội vã trở về. Sông Lam một dải xanh như ngọc, vời vời mặt ai buồn tái tê. Xa xa mây phủ non hồng linh, đã vàng hoa cái nửa bên sông.
câu hát dẫn thương vương sông nước. Đò đây đò phải sang sông, đến duyên em đi lấy chồng. Đôi mắt người thương nghiền vành nón, giận hờn chỉ sẽ dễ như mây đã nhau buồn. Anh nọ ngó lời em chờ đợi sớm hôm, vì hoa đến thì hoa phải nở. Em xuống bến đò anh về bên nơ, nước mắt nhạt nhòa theo mái treo buồn. Từ đủ chia tay anh phiêu bạt muôn phương, nay trở về quê đô gã bên rồi. Nghe câu ví dặm người ơi, sương chiều ướt lạnh giông trôi. Sông Lam xanh biết đôi bờ, mà anh lỡ hẹn chuyến đò sang ngang. Sông Lam bên lỡ bên bồi, mà anh lỡ hẹn với người anh. Hey, mọi người đâu hết rồi mọi người ơi, lì xì mạnh mẽ hơn một chút xíu được không ạ? Hello anh Trần Sunny và chị gái Helen Nguyễn nha. Xin chào chị Thanh Liêm, xin chào Phạm hey. Xuân, xin chào Hòa Lê, xin chào mấy trai xinh mấy gái đẹp của em. Chiều Thu Hòa bóng nàng nè. Xa xa mây phủ nón hồng lên, đã vàng hoa cài nở bên sông. Câu hát dân thương vương sông nước, đò đây đò phải sang sông, đến duyên em đi lấy chồng. Đôi mắt người thương nghiêng vành nón, dân nôn chi rước ngó lời em chờ đợi sớm hơn, vì hoa đến thì hoa phải nở. Em xuống bên đò em về bên nơ, nước mắt nhạt nhòa theo mái treo buồn. Từ đổ chia tay anh phiêu bạt muôn phương, nay trở về quê đò gã bên rồi. Nghe câu ví dặm người ơi, sương chiều ước lạnh dòng trôi. Sông Lam xanh biết đôi bờ, mà anh lỡ hẹn chuyến đò sang ngang. Sông Lam bên lửa bên bồi, mà anh lỡ hẹn với người anh thương. Từ đủ chia tay anh phiêu bạt muôn phương, nay trở về quê đô gã bên rồi. Nghe câu ví dặm người ơi, sương chiều ướt lạnh giông trôi. Sông Lam xanh biết đôi bờ, mà anh lỡ hẹn chuyến đò sang ngang. Sông Lam bên lỡ bên bồi, mà anh lỡ hẹn với người anh thương. Quá tuyệt vời. Mọi người nha. Hoa hello, hello. Chào chị Tuyền Nguyễn, hello chị yêu. Bài gì tiếp theo chị Thu Hòa bóng nàng là không có biết hát bài này thôi. À, hoa cài mái tóc hả? Hôm nay có một anh trai hay là chị gái gì yêu cầu bài hoa cài mái tóc? Ok, okay. Bài này cũng khá là lâu rồi hai chị em Mỹ Linh không có hát luôn á mọi người. Ở mọi người còn nhớ bài nào mọi người cứ comment bên dưới cho nhiều nhiều cho hai chị em thấy mọi người ơi. Mọi người cứ comment đi mọi người. Đúng rồi mọi người nha. Comment mạnh mẽ lên đi mọi người. Ok, thắng quen. Cô lên xin là bao nhiêu tiền? Dạ, cô lên xin viên là 790.000, 450.000, 1.010.000. Mình muốn hỏi cái nào? Có nhiều loại collagen 10.000 lắm nha. Mẹ Việt Nam mắt người sáng quắc, nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình. Lệ nhạt nhòa đôi mắt long lanh,
nghe tiếng con vẫn còn ngày say. Một cành hoa em cài mái tóc, anh đưa em qua quãng đường dài. Về thành đô anh may áo cưới, ta thương nhau sương sương ngày mai. Ta yêu người, ta yêu người, ta yêu người, ta yêu mình, ta yêu mình. Tình đừng phai, xin em đừng qua vùng có hoa. Xin em đừng đến những nơi chim xanh hoa ca. Cuộc tình nào không bao mà đam mê. Hey, hey. Anh xin em giữ trọn lời thề. Dù mình nghèo người đời khen chê, ta thương nhau giữ trọn tình quê. Hello chị hai Cẩm Thu. Hát xong bài này hát bài Tàu Anh Qua Núi Đi Hai Gái Yêu. Trời đất ơi. Ok luôn. Bình Nhi Cử bạn ơi. Đốc Thoại Hoàng Dung xin chào. Xin chào Trần Phương. Xin chào chị Phượng Nguyễn. Xin chào chị Thu Nguyễn. Yo. Xin chào bạn Lăng Tím. Xin chào Hoa Nguyễn. Chào hết tất cả quý vị mà đang xem nha. Hello Mai Lương. Nửa Vân Trân. Ok chị. Sôi động hả? Đến với Trẻ Miễn Linh là các chị phải quẩy, phải sôi động, phải vui vẻ mọi người ơi. Mẹ Việt Nam mắt người sáng quá, nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình. Lệ nhạt nhòa đôi mắt long lanh, nghe tin con vẫn còn ngày say. Chưa một cành hoa em cài mái tóc, anh đưa em qua quãng đường dài. Về thành đô anh may áo cưới, ta thương nhau xây dựng ngày mai. Ta yêu người, ta yêu người, ta yêu đời, ta yêu người, ta yêu mình, ta yêu mình. Tình người đừng phải, xin anh đừng qua vùng có hoa. Xin anh đừng đến những nơi chim xanh hoa ca. Cuộc tình nào không vào đam mê. Hey! Em xin anh giữ trọn lời thề. Dù mình nghèo người đời khen chê, ta thương nhau giữ trọn tình quê. Yeah. Đúng không? Ta yêu ta người, yêu mình, ta yêu, ta yêu mình, ta yêu mình, ta yêu mình. Tình đừng phai, đừng phai. Xin em đừng qua vùng có hoa, xin em đừng đến những nơi chim xanh hoang cơ. Cuộc tình nào không bao mà đam mê. Hey, hey. Anh xin em giữ trọn lời thề. Dù mình nghèo người đời có ai chê, ai chê. Người ta thương nhau giữ trọn tình quê. Dù mình nghèo người đời khen chê, ta thương nhau giữ trọn tình quê. Hey. Vui quá là vui quá đi. Vui quá đi là vui quá đi. Vui làm sao hả anh chị ơi. Vui thì mình chia sẻ nhẹ cho hai chị em hôm nay. Nghe là nghiện luôn hả? Trời ơi, nghe là phải nghiện chứ. Nghe chị em là cánh chị phải nghiện liền. 3K. Anh chị mình cố gắng đẩy tên lên 3K được. Đúng không mọi người? Ờ, biết này hay không ta? Say, tàu ăn qua núi à. Lên chiếc tàu của Yến Linh đi mọi người. Bảo đảm các chị là bao vui. Cái body thơm lắm luôn mà không bích rất là phải rồi chị gái ơi. Chị mê body em là đúng rồi. Cái body thơm nức nở không bích rít không lồ băng kem. Xài sau một tuần da mật tông lên rõ rệt luôn. Bảo đảm với các anh chị luôn. Đang có khuyến mại siêu quà cho anh chị mình nha. Hello chị Huế ạ. À. Đi dọc Việt Nam theo bánh con tàu quay. Qua đèo Hải Vân máy bay đỉnh núi. Nhớ khi xưa qua đều qua suối, màn lòng ta mơ, màn lòng ta mơ. Tàu qua núi cao. Ngày hôm nay thanh thang con đường lớn, tàu anh đi trong yêu thương chào đón. Tha thiết bao niềm vui theo bánh con tàu đi, là thương nhau em bắt cầu cho tàu anh tới là yêu. Con tàu
con tàu Việt Nam đi suốt bốn mùa vui, qua đèo Hải Vân máy bay đỉnh núi. Nhớ thương nhau em chờ anh tới, là tàu anh đi vượt qua núi cao. Trời quê hương trong xanh như lời hát, biển quê hương ru em êm bờ cát. Đưa chúng ta cùng đi ra Bắc hay vào Nam là thương nhau. Em bắc cầu cho tàu anh tới là yêu nhau. Mây xuôi em cùng lội là yêu nhau. Mây đôi em cùng treo. Ai giảm vậy trời? Body là bao nhiêu chị gái ơi? Kem body dưỡng trắng da nhà em thì có giá là 480.000 nha chị, không bớt rít không lộ vân kem. 480.000 hoàn toàn miễn phí ship, và mua một tip em tặng cho chị một sữa rửa mặt trị giá 250. Đúng rồi. Hoặc là một tẩy tế bào chết trị giá 250. Có nhu cầu thì để số điện thoại cho em khách nha, em xài là chị có mê và ghiền thôi. Mua một đã có quà rồi, mua hai còn được thêm hai quà nữa mọi người. Trời ơi, ở đâu bằng ở đây nữa mọi người ơi, hàng chính hãng nè. Hàng nhà em là cam kết bảo đảm chất lượng cho các anh chị luôn. Chẳng là yêu nhau, mây gió em cùng treo. Đi dọc Việt Nam theo bánh con tàu quay, qua đèo Hải Vân máy bay đỉnh núi. Nhớ khi xưa qua đèo qua suối mà lòng ta mơ, mà lòng ta mơ. Tàu qua núi cao. Hôm nay thênh thang con đường lớn, tàu anh đi trong yêu thương chào đón. Tha thiết bao niềm vui theo bánh con tàu đi, là thương nhau. Em bắt cầu cho tàu anh tới là yêu nhau. Mây xuôi em cùng lời là yêu nhau. Con tàu Việt Nam đi suốt bốn mùa vui, qua đèo Hải Vân máy bay đỉnh núi. Nhớ thương nhau linh chờ anh tới, là tàu anh đi vượt qua núi cao. Trời quê hương trong xanh như lời hát, biển quê hương ru em êm bờ cát. Đưa chúng ta cùng đi ra Bắc hay về Nam là thương nhau. Em bắc cầu cho tàu anh tới là yêu nhau. Mây xuôi em cùng lội là yêu nhau. Mây đôi em cùng treo. Là yêu nhau. Mây xuôi em cùng lội là yêu. Hàng chị đẹp ơi, chống nắng 290.000 mới vừa có hàng, cho nên là nghe đồn là sắp có dấu hiệu cháy nữa rồi. 290 rồi, mua 2 tặng 1 kem chống nắng nha em. Cảm ơn cô Hoa Quả Vân nhiều. Hello chị Hai Cẩm Thu, à cho em một chống nắng ok Thiên Kim. Đúng rồi, số đi ạ, số nha, phải có số mới chốt đơn hàng được mọi người. Chống nắng là 290.000 và các anh chị mua 2 thì sẽ được tặng 1 nha. Có nhu cầu thì nhanh tay nhanh chân đi mọi người ơi. Bà gì? Nghe em ra đi được không? Ok. Ây da, bấm lộ mày Yến ơi. Nghe em ra đi mà bấm nhầm qua bên khói thuốc đợi chờ. Ây da! Are you what's up? Dữ vậy sao? Hôm nay hai chị Miễn Linh on the mic gửi tới những bài hát thật là hay cho các anh chị đấy hả? Ngày em ra đi, em chỉ mang con tim mà hằn lên.
lạnh lùng. Đôi tay hôm nào dìu nhau trong cơn mê đầy, giật đôi tay ấy lâu ngắn lệ ngàn lời biệt ly. Chiều trên sân ga tia nắng nghiêng xuyên qua ngàn la, giấc mơ đời ta theo chuyến xe tan trong nhạt nhòa, tan trong mà nhạt nhòa. Bên nhau phút này làm sao anh xa con tàu, anh xa cái con tàu chứ lệ em tuông mai, ai biết được lòng mình khổ đau. Cảm ơn cô Thế, cảm ơn chị Thiên Kim ạ, cảm ơn chị. Tiếng còi vang, còi vang để mang anh về đâu, lòng em nát tan theo con tàu. Chỉ tàu xa khuất bóng, em ngỡ rằng mình còn chim bao. Đường linh đang đi, linh có nghe con tim vui, con tim nó vui, chắc con đường vui. Sao cả? Đang nắm hoa nâng quân hẹn hò, nâng quân cái hẹn hò. Cô đơn anh yeah, đừng sửa mưa rơi âm thầm, mưa rơi cái âm thầm. Từng đêm nói tim hùng mình á lạnh cơ. Cảm ơn chị Na Nguyễn. Wow, tuyệt vời quá, hát mà thấy xấu. Anh chị để là hai chị em cảm thấy rất là vui luôn mọi người. Cả nhà mình ơi, chống nắng nha em, hổm giờ cháy hàng, bây giờ có hàng trở lại rồi nha cả nhà mình. Mua hai chống nắng được tặng một chống nắng hoàn toàn free ship luôn cả nhà mình ơi. Thiếu cái gì thiếu, không thể nào thiếu chống nắng. Thiếu người cũng được, không để nào thiếu chống nắng nha mọi người. Thiếu chống nắng là xấu, là già, ráng chịu nha. Ngày em xa đi, em chỉ mang con tim hận ly, con tim mà hận ly. Để quên mùa đông, cho tháng năm anh thêm lạnh lùng. Đôi tay hôm nào dìu nhau trong cơn mê đầy, giờ đôi tay ấy lâu ngắn lệ ngàn lời biệt ly. Chiều 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 trên sân ga, xuyên qua ngàn lá, giấc mơ đời ta theo chuyến xe tan trong nhạt nhòa. Bên nhau phút này làm sao anh xa con tàu, lệ em rơi mãi ai biết được lòng mình khổ đau. Ôi thách thức tôi hát không nhạc luôn ạ. Thách thức ai thách thức Linh Yến là sai rồi. Tiếng còi vang, còi vang, còi vang để mong anh về đó, lòng em nát tan theo con tàu, nát tan theo con tàu. Tàu xa khuất bóng, em ngỡ mình còn nằm chiêm bao. Đường lương đang đi, đang đi, lương có nghe con tim vui. Lương, lương ơi, cảm ơn chị Lương đã mua ủng hộ cho em hai sản phẩm. Đường xưa mưa rơi âm thầm, mưa rơi âm thầm. Từng đêm mà đôi tim anh đã nghe hồn mình lạnh căm. Cô đơn anh về, đường xưa mưa rơi âm thầm, mưa rơi cái âm thầm. Từng đêm nối tiếp anh đã nghe hồn mình lạnh căm. Chống nắng là bao nhiêu? Dạ chống nắng em là 290 ngàn. Và mấy chị yêu quê mình thấy chị hỏi chống nắng quá trời. 290 tiền mua 2 tặng 1. Mình không lấy chống nắng tặng, mình có thể lấy một cây son. Mình không lấy son, mình lấy sữa rửa mặt. Sữa rửa mặt chị giá là 250, tẩy tế bào chết cũng 250. Nói chung là cứ mua 2 chống nắng là anh chị có quyền lựa chọn qua. Có nha, nha. Có mua đi, một còn mình... luôn. Mua một thì hoàn toàn miễn ship nha anh chị. Trời ơi nhanh cái tay mà lẹ cái chân. Còn chương trình khuyến mãi, còn hàng thì các anh chị mình mua lẹ lẹ để mai mốt mà hết hàng hết khuyến mãi luôn là các anh chị tiếc nha. Tết đến xuân về rồi mọi người ơi, tranh thủ làm đẹp đi. Người phụ nữ hiện đại là sao? Người phụ nữ không có ngại làm đẹp nha. Đúng rồi, bây giờ 4K rồi, bây giờ mình hát bài gì cho anh chị lên đi. Đêm huyền diệu à. Ok. Đêm huyền diệu cho cả nhà mình lên cho tụi em được không cả nhà mình ơi? 4K đi cho nó sôi động. Lâu lắm rồi chị em Miễn Linh mới nhìn thấy con số 4 cả nhà mình ơi.
Đúng rồi mọi người, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Hey! Hello chị Khánh, Ngọc Kiều, Hòa Lê, Ánh Tuyết, Bắc Nguyễn. Một tiếp hoàn toàn miễn phí ship cho mình, độ FF là 50 cộng, chống được UVB và UVA luôn nha các anh chị. Nếu em thiếu anh trên đời, hằng là thương nhớ biết bao nhiêu rồi. Nếu vắng anh một ngày, nếu vắng anh một ngày thì là một ngày chẳng vui. Hẳn là năm tháng đi xuân không tàn. Nếu thấy anh lo buồn, nếu thấy anh lo buồn thì lòng này còn buồn hơn. Hai tăng cân số điện thoại giùm em đi ạ. Số điện thoại là giùm em. Body cũng có quà cho chị gái luôn nha chị yêu. Để số cho em nha. Kể từ một đêm cùng nhau, nhịp lòng hòa trong tình yêu của thời niên thiếu. Nhìn bầu trời theo đêm, dù rằng mình chia cùng nhau bóng đêm huyền diệu. Nếu quen biết nhau một ngày, quen biết nhau một ngày để mà thương nhớ suốt trong cuộc đời. Giữ phút giây ban đầu, giữ phút giây ban đầu và chợt tuyệt diệu tình yêu. Sẽ được tặng là một tip sửa rửa mặt nè, hoặc là chị có thể lấy một tip tẩy tế bào chết cũng được nha. Một tip body sẽ được tặng một trong hai phần quà với Linh đang cầm. Có nhu cầu mua hàng thì để số điện thoại cho em nha. Nhớ mua hàng nhà Duy Chính, các chị đừng lo tiền ship nha, mà còn được kiểm tra hàng chính thức thanh toán. Đặc biệt những dòng sản phẩm nhà em là bao đổi trả cho các anh chị luôn. Sai không thích có quyền trả lại, mua hàng về thấy sản phẩm xấu quá không mua, trả lại. Sai không mê trả lại cho em luôn. Chống nắng 209 chị Sugar ơi. Nếu em thiếu anh trên đời, hằng là thương nhớ biết bao nhiêu rồi. Chứ nếu vắng yên một ngày thì sao em gái yêu ơi, thì là một ngày buồn hiu. Quá là buồn rồi. Lo buồn thì sao bà chị, thì lòng chỉ còn buồn hơn. Sao lời tháng nhiêu vậy? Tháng hai chục hả? Kể từ một đêm cùng nhau, nhịp lòng hòa trong tình yêu của thời niên thiếu. Nhìn bầu trời theo đời sao, dù rằng mình chia cùng nhau chỉ mong đêm huyền siêu. Nếu quen biết nhau một ngày, để mà thương nhớ suốt trong cuộc đời. Giữ phút giây ban đầu, giữ phút giây ban đầu và chợt tuyệt diệu tình yêu. Trời ơi, đợi chút xíu nè Thiên Kim, chút xíu nữa thôi. Giờ cho ngồi Thiên xuống Kim đã có số điện thoại rồi, em thấy số điện thoại của Thiên Kim rồi. Thiên Kim tiểu thư cành vàng lá ngọc. Mọi người nhớ giùm em là số hotline nha em, số độc quyền gọi cho anh chị là 0888881111 nha mọi người. Yeah. Nhớ giùm em số này nha, không có số điện thoại của người khác gọi cho mình là bị lừa đảo đó. Đúng rồi mọi người ơi, còn ngại ngùng gì nữa. Mua hàng nhà em các anh chị sẽ có được rất nhiều quyền lợi luôn. Vừa được kiểm tra hàng, vừa được miễn phí ship và hàng nhà em còn bao đổi trả cho các anh chị nữa. Ở đâu bằng ở đây mọi người. Mua hàng online, các anh chị phải tìm những nơi mà uy tín, chất lượng thì mình hãy mua nha. Bài hát hồi xưa làm mưa làm gió của chị Biển Linh rồi mọi người. Bài hát thời ăn chung ngủ chung nè. Đang ung dung trên trời, đạp mây xanh hôm nay xuống trời. Em hôm nay hơi buồn, thấy anh chị cứ tự nhiên thánh thời. Ai đang cô đơn thì bằng tay đâu đưa đây. Thôi cứ như cho qua năm sau đám cưới liền tay đâu. Ngày mùng hai có ai đi nhiều, mời em ở đâu anh mang trầu cầu em qua rước dâu luôn. Không mà
mai đây ta sành đầu quá xa to thịt kho rau muống thấm thiết xe mặn nồng yêu thương lắm mênh mông vậy thì con chẳng chờ chi nữa ngày mình bên nhau vậy ta không lại nói thành đôi nói thành đôi anh thiếu em như đang lục tìm mất thứ gì người chiều lên đi anh sẽ được rất nhiều rất là nhiều đời không đắn đo anh cần chi phải lo vì mình thương nhau nên vậy ta không lại nói thành đôi anh thấy vui hơn khi hai gia đình mình nghĩa tình tình tan cho gần cuộc đời đâu xa thế trên dưới phu tê hại đưa về bên nhau ơi họ ơi họ ơi ra duyên là yên đi lấy chồng chưa có bồ nên sao có chồng như đây như ngần ấy năm trôi nhợt nhạt đôi môi như thì đầm màu tình lớn ngôi thịt kho rau muống đúng rồi cái bài này hồi trước anh chị hay gọi là thịt kho rau muống nè nhờ cái bài hát này mà nổi lên những cái bài hát đám cưới miền Tây bây giờ đúng luôn rồi. Tâm phu là mình hát rồi hát đầu lai rồi em nè em cũng muốn đi về làm dâu đừng có bắt anh phải buồn rầu sập xình nhạc đông đưa anh hứa cho em nhiều đâu na 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 người đang cần tình yêu này thì cho qua năm sau thấm cưới liền tay đó ngày mùng hai có ai đi anh ơi anh ở đâu lính mang châu cầu linh qua rước chồng nè mai đây ta sang dầu quá xa to thì thò rau muôn thấm thiết xe mặn nồng yêu thương lắm mơn mộng vậy thì con chẳng chờ chi nữa ngày mình xa nhau nên dây ta hồng nó rất tâm lớn rất tẹt bé anh thiếu em như đang lục tìm mất thứ gì người chiều anh đi em sẽ được rất nhiều đời không đắn đo em cần chi mà phải lo vì mình thương nhau nên dây ta hồng lại nói thành đôi em thấy vui hơn khi hai gia đình mình nghĩa tình tình tan cho gần cuộc đời đâu xa thế trên giới phu thế hãy đưa về bên ngày mình bên nhau với ta hồng lại nối thành đôi nối thành đôi anh thiếu em như đang lục tìm mất thứ gì kiếm thứ gì người chiều anh đi em sẽ được rất là nhiều đời không đắn đo em cần chi phải lo vì mình thương nhau nên với ta hồng lại nối thành đôi anh thấy vui hơn khi hai gia đình mình nghĩa tình tình tan cho gần cuộc đời đâu xa thế trên dưới phu thế hãy đưa về bên nhau của hai bé. Cảm ơn chị. I love you. Với lần đầu tiên, xin cho phép Linh Nam, Yến Yumi đi gửi lời chào đến thật thể tất cả quý vị một lời chúc sức khỏe và một lời chào thân thương và trân trọng nhất. Vâng. Chúc tất cả quý vị mình có một đêm nghe nhạc thật là nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng với lại hai chị em nha. Còn chần chờ gì nữa, các anh chị mình cứ đặt câu hỏi, các anh chị mình muốn hỏi cái gì tụi em sẽ trả lời các anh chị mình cái đó nha. Hỏi cái gì cũng được, muốn làm đẹp như thế nào cũng được, muốn tư vấn cái nào cũng được, cứ việc hỏi. Việc trả lời là việc của tụi em nha mọi người ơi. Đúng rồi, đừng có ngại ngùng gì hết mọi người ơi. Làm đẹp cho bản thân, nâng cấp bản thân của mình, càng ngày càng tiến bộ, càng ngày càng phát triển hơn đi mọi người. Đó, những anh chị, những anh trai nào đang xem live này, mình có thắc em miễn ship, mua 3 hộp tặng 1 hộp, mua 4 hộp tặng siêu quà. Bưởi đâu đây ông nội ơi, mua hàng đâu, gì đi mua bưởi. Á, bị bà. Đó, các anh chị mình còn chần chờ gì nữa mọi người. Khuê Mộc Lan đi bé bài hát bài này chắc xỉu luôn á cô ơi. Trời, nhưng mà lỡ mà cô thích rồi mà lỡ con đọc rồi, cái miệng con lanh quá. Cái miệng con quá xạo. Cái miệng con lanh quá nên con đọc rồi nhưng mà không hát thì cô mà lại buồn. Nhưng mà thôi, con cố gắng hết sức đi cô. Bớt đọc nha cưng. Hai em gái tư vấn có tâm cực kỳ, cảm ơn. Cảm ơn anh trai Nguyễn Hùng. Chúc anh trai Nguyễn Hùng dễ thương. Còn thòng thêm câu cực kỳ lanh nữa trời. Tiếng đàn vọng qua núi, tang tình tang ơi à tình. Dương nghìn trùng mây xuôi, riêng tình ai viết lên lời ca. À thu nhớ cứ sao không còn, cô nhân xưa
xưa vẫn chờ, chỉ còn là tiếc thương hoài vẫn vương năm tháng đó. Mối tình từng hẹn ước lưu trên bao kiếp xin bi sầu, để gặp người khi trước ga nguyện đi phiêu bạt nhân gian, nơi rừng sâu chốn thiên bồng đục tiếng mai khiến ta vương tình. Hỡi thế thái nhân gian ngân hồi ai ơi, chẳng quên một lần vẫn luôn tìm theo ý chung nhân tình hào phóng bách họ. Cớ sao khi đã từng phúng duyên đã quên câu hẹn trăm năm trăng rời, quên một lần đã đâu nhìn theo nước mắt tràn đã thành trăm xa kia. Nguyện theo bước đi nhân tình khi em sau ta sẽ gặp nhau. Hát bài này là phải dùng 200 nội công thâm hậu thâm lực mới hát được. Công lực chứ thâm lực cái gì? Thâm lực. Rồi kiếp tinh thần ta quyết làm yêu tinh để tìm lại mối duyên thầm. Trước là thiên binh nàng là giỏi tiên cầm, nhưng mà trốn thiên linh không dành cho lối duyên ngầm. Nàng là lương ý trở nên bệnh tương tư, ta mất cả lương trí khi nhìn thấy nó nương tử. Cũng chẳng dấu gì ta đã viết cả tâm thư, kể về một người con gái trở thành một câu chuyện bất tử. Vươn lên dạng sớm mà ta ví như họa, ta đổi lấy nụ cười nàng có tựa như hoa. Một tay nhói tim nàng có phải cái châm lạ, từ mức sáng như gió lên tự nhiên ta bỏ cả tâm ta. Tại sao ngập ngừng trước giọt lệ giai nhân, ta quyết chứng thiên kỳ nữ nhân này ai ngăn. Nàng vẫn độc đứng ta cũng là trai tân khách, ta sinh ra hai tử đặt tên là Yêu Như Mây Linh nè. Mối tình từng hẹn nước lưu chìm bao kiếp xin bị sâu, để gặp người khi trước ta nguyện đi phiêu bạt nhân gian, nơi rừng sâu chốn thiên bồng lục tìm ai khiến ta vương tình. Người thế thái nhân gian luân hồi ai ơi, chẳng quê mốc lòng vẫn luôn tìm theo ý chung nhân tình hào phàm bách hòa. Ta sau khi đã từng phùng duyên đã quên câu hẹn trăm năm trăng rời, quê mốc lòng đứa đâu nhìn theo nước mắt tràn đắng thanh trong sao kia. Nguyện theo bước đi nhân tình kiếp sau ta sẽ gặp nhau. Chẳng quê mốc lòng vẫn luôn tìm theo ý chung nhân tình hào phàm bách hòa. Ta sau khi đã từng phùng duyên đã quên câu hẹn trăm năm trăng rời, quê mốc lòng đứa đâu nhìn theo nước mắt tràn đắng thanh trong sao kia. Rồi có kiếp tinh thần tôi quên làm yêu tình để tình này mối duyên thầm. Chứ là thiên binh nên là giỏi tiên cầm, nhưng mà trốn thiên linh không phải cho tôi lối duyên ngầm. Nên lương y cho nên bình tương tư, tôi phải có lưu chi khi nên là nương tứ. Yeah. Cũng chẳng giấu gì em là con của ông Ninh Đi Chinh. Ông Ninh Đi Chinh là ông nào vậy? Ông Ninh nào? Hát mà gớt áo luôn hả? Dữ vậy trời. Trời đất ơi. Linh ghé sát hung mà. Thôi không có cho hung đâu chị gái. Lại gần em chút nữa hả? Hồi nãy anh Sony ảnh nó yêu cầu bài này nè. Không hát ảnh giận. Bài gì lại quá vậy? Em hát hoài nè. Không, tôi không còn yêu em nữa hả? Ừ. À, thử ba nữa coi. Ê, ê. Anh Sony hát xong cái anh Sony nói hát thua ba mẹ đó nha. Cái gì ca sĩ hát đồ à? Đến với tôi nữa làm gì? Không, không. Đến với tôi nữa làm gì? Thôi, thôi. Tôi van xin, tôi van xin, đừng đến nữa tình yêu ơi. Tình yêu cho tôi như những anh ấy, tình yêu cho tôi chỉ lắm men say. Để tình yêu đem thương đau và nước mắt, để tình yêu đem cho tôi lắm chua cay. Người ơi cho tôi chỉ lời ân ái, người ơi cho tôi chỉ phút mê say. Để giờ đây ai cho tôi là cay đắng, để giờ đây ai cho tôi lắm vu vạ. Không, không. Đến với tôi nữa làm gì? Không, không. Đến với tôi nữa làm gì? Thôi, thôi. Tôi van xin, đừng đến nữa tình yêu ơi. Bơm xe đạp. Yeah.
đúng là idol nước ngoài nó khác nè. Thì ca sĩ hải ngoại nói chuyện có khác thì chứ. Cái này hải ngoại về nước ai dám mời hát trời. Không không, đến với tôi, đến với tôi nữa làm gì? Không không, đến với tôi, đến với tôi nữa làm gì? Thôi thôi, tôi van xin, tôi van xin, đừng đến nữa tình yêu ơi. Tình yêu cho tôi chi nhiều ngày ngất, hey! Tình yêu cho tôi chi lắm men say, để tình yêu đem thương đau và nước mắt, để tình yêu đem cho tôi lắm chua cay. Người ơi cho tôi chi lời ân ái, lời ân ái. Người ơi cho tôi chi phút mê say, để giờ đây ai cho tôi lời cay đắng, để giờ đây ai cho tôi lắm phút phai. Không không, đến với tôi, đến với tôi nữa làm gì? Không không, đến với tôi, đến với tôi nữa làm gì? Thôi thôi, tôi van xin, tôi van xin, tôi đừng đến nữa tình yêu ơi. Tình yêu cho tôi chi nhiều ngày ngất, tình yêu cho tôi chi lắm men say. Bên Dương Ngọc, để tình yêu đem thương đau và nước mắt, Thu Hà, để tình yêu đem cho tôi lắm chua cay. Người ơi cho tôi chi lời ân ái, người ơi cho tôi chi phút mê say, để giờ đây cho tôi lại cay đắng, để giờ đây ơi cho tôi lắm phũ phàng. Không không, đến với tôi, đến với tôi nữa làm gì? No no, đến với tôi, đến với tôi nữa làm gì? No 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 no, tôi van xin, tôi van xin, đừng đến nữa tình yêu ơi. Mệt mà nghe hai bé này hát tới hết mệt. Trời ơi, đọc những cái bình luận vậy không mà dễ thương dữ gì trời. Sao mà đáng yêu dữ gì trời. Nói sai đôi lúc em thôi còn... mình hát hay, mình hát tạm được thôi. Đúng rồi, nên chấp nhận với chị ạ. Nói chung là mình ở tầng nào biết tầng đó. Dạ vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị mình rất là nhiều. Nãy giờ thì các anh chị mình đã lắng nghe, chịu khó lắng nghe tụi em hát. Đúng rồi, mặc dù em hát cũng tạm được đúng không mọi người? Thì em hát cũng nghe tạm được thôi. Ca sĩ hải ngoại nó vậy đó. Chịu đi. Dạ, cảm ơn các anh chị một lần nữa rất là nhiều. Những anh chị nào mình còn thắc mắc gì thì cứ bình luận thoải mái, hoặc là để số bên em ngày mai sẽ có chuyên viên gọi điện tư vấn cho các anh chị nha mọi người ơi. Cho mấy anh mấy chị coi nè. Đó. Thấy cái này cái gì không? Nhìn, ê, anh chị, anh chị đón thử coi. Mấy anh chị cái nào rương mà à? Nhìn cái này cái gương hả? Cái rương, rương. Cái hộp rương á, cái hộp rương á. Ở đó em nghe cái gương không? Cái gương là gương soi, còn cái rương là cái hộp. Cái rương. Mọi người, cái rương, mọi người, đây là cái rương. Của dân Bình Phước gọi là cái rương. Còn trong quý tập người ta gọi là cái rương. Đó, rương vàng, rương bạc đó trời. Em gọi là cái hầm. Đó. Trời ơi, cái hầm. Này qua chuyển qua hầm hố rồi. Đây nè, đây là cái hầm chứ cái gì. Đây nè, cái hầm đó mọi người, hầm nước hoa. Trời ơi, hầm nước hoa. Tưởng hầm cá nhồi luôn á trời. Nghĩ sao cái hầm. Ủa thì đang thơm phức điện qua cái hầm nghe ghê quá. Tự nhiên kêu hầm có dồ vậy, sao mà chị thô vậy? Không, thì nghe tiếng hầm mới chị liên tưởng tới nó liền á. Chị thô. Thôi đừng nói cái hầm, nói cái rương đi, không nói cái hộp đi cũng được. Thôi, chị thô. Đó. Mọi người thấy không mọi người? Đây là cái gì? Đây là nước hoa nhà em đó. Trước mắt anh chị thấy đó chính là chai nước hoa nhà em. Mẫu mã cực kỳ xịn sò luôn, logo in logo nổi đàng hoàng nha mọi người nha. Đó, em lấy cái mẫu ra cho các anh chị xem nè. Nước hoa nhà em bao chính hãng cho các anh chị, bao chết mã vạch, có mã vạch ở ngoài hộp cho các anh chị chép luôn. Hàng khi nhận tay các anh chị sẽ không phải là cái hàng tụi em bóc ra như vậy đâu, mà hàng sẽ còn nguyên tem, nguyên seal, nguyên kiện, nguyên đai luôn mọi người. Người ta thường nói là đập hộp nước hoa đó. Giá gốc là 2.550.000 là cái chai đen này. Cái chai này là chai của nam nha, nhưng mà nó là dạng unisex, nữ cũng xài được. Những chị gái mà cá tính năng động giống em, mình mua chai này xài hợp lý, không sao hết. Đó, cho nên là không có gì hết nha. Đây là nam nữ đều có thể sử dụng được. 1.800.000 là cái giá được giảm. Giá gốc là 2.550.000. 100ml được tặng thêm một tip 10ml kế bên như vậy nữa nha mọi người nha. Cái tip 10ml này nhỏ vậy nó rất là tiện luôn á. Đó, mình đi xa, mình đi chơi, mình có thể bỏ vào túi của mình nè. Đó, ví dụ như mình bỏ vào túi vậy nè. Đó, trời ơi đâu, ai biết cái gì đâu.
đó, tự nhiên mình thúi quá mình lấy ra mình xịt, đó xịt vô thơm liền mọi người đó. Cho nên là cái tip 10 ml này hoàn toàn được tặng cho các anh chị nha. Tự nhiên mình đuối quá. Ấy là vận động đó, vận động mình ra mồ hôi thúi quá, xịt vô thơm liền. Đó, nước hoa nhà em là bao hàng chính hãng cho các anh chị luôn. À, Dương Hữu Thanh chặn mày. Ôi ghê à. Ôi bữa chua chị chặn nhiều lắm á, cái vô like này nè. Chặn nó đi. Ừ, chỗ nhiều lắm, hơi bị tấn công hơi bị nhiều luôn. Bị sao cái like đó view cao quá. Ừ. Đúng rồi chị, tiện lắm. Cái chai nước hoa này mình có thể bỏ vào giỏ sách nè, bỏ vào túi của mình nè. Đó, mình đi chơi xa rất là hợp lý luôn. Mình thúi quá mình xịt. Đứa nào kiểu mà đang đi chơi mà đứa nào hỏi nách quá giờ tôi xịt giùm nó liền. Đó, mình ức chế liền mọi người. 1.800.000 là cái giá đang được giảm, giá gốc là 2.550.000 nha. Còn cái chai màu trắng này là chai dành cho những chị gái nè. Đó, thanh lịch đó, mình xài chai này sang trọng quý phái. 1.800.000 cũng được giảm luôn, giá gốc là 2.450.000, một chai 100 ml và được tặng thêm một cái tip 10 ml giống như chai nước hoa nam vậy đó. Đây là bộ đôi của nó này mọi người. Mấy chị nhớ giùm em là chai nước hoa nam nha, em có cái mùi gỗ thông nha mọi người. Cái mùi rất là sang trọng và cái mùi đặc trưng của nước hoa. Hầu như nước hoa nam nào cũng sẽ có mùi gỗ thông, nhưng mà những cái sản phẩm mà chất lượng á, hàng xịn á, nó mới có gỗ thông nha, chứ gỗ thông mắc lắm mọi người, cái mùi gỗ thông nó rất là mắc luôn. À, thôi em tập trung làm đây, không xem hai chị nữa, không cưng cưng phải xem hai chị đến hết giờ. À, mới có 1 tiếng 22 phút thôi. Thôi đi nhật tối, còn 28 phút nữa, 27 phút nữa, 26 phút nữa mới hết giờ nhật ơi. Đó, à, nước hoa các anh chị cũng phải tìm hiểu kỹ nha, xuất xứ, nguồn gốc và chất lượng của nó phải như thế nào các anh chị mới mua. Đừng có mà thấy thơm là mua, các anh chị cứ tâm lý là cứ thấy thơm là mua, không biết là nó xuất xứ từ đâu như thế nào. Các anh chị cứ nghĩ là nước hoa chỉ cần thơm là được. Không phải đâu mọi người, mình xịt vào mình ngửi đầu tiên nè, mình là cái người mà ngửi trực tiếp đó, nó sẽ ảnh hưởng rất là ảnh hưởng cho sức khỏe của mình sau này luôn nha. Cho nên nước hoa các anh chị cũng phải mua hàng chính hãng giúp em. Cái nước hoa này á, là nhà em á, là có giấy tờ pháp lý, rồi hình ảnh cụ thể, nói chung là có video này kia đủ thứ hết để mà đăng lên cho tất cả quý vị mình xem là nước hoa xịn, nước hoa chính hãng rồi, chứ không phải là nước hoa xạo nha mọi người. Nước hoa hiệu không em, và nước hoa hãng gì? Nước hoa hiệu nha anh, nước hoa Pháp Paris Blue và Aqua Silver là nước hoa, hai dòng nước hoa nhà em độc quyền tại Việt Nam. Nước hoa bên em nhập khẩu trực tiếp từ Pháp nha các anh chị. Và tháng 11 này tụi em sẽ có một cái lô nước hoa mới nữa. Tới tháng 11 mới có lô nước hoa mới về nha cả nhà. Tại vì đại sứ nước hoa nhà em mới đi bên đó về tìm hiểu và ký hợp đồng lựa chọn được một cái mùi nước hoa xịn hơn nữa rồi. Đây là những cái dòng nước hoa nhà em đang có chương trình siêu khuyến mãi, siêu giảm giá cho anh chị mình. Để sau này mà nước hoa mới về cái giá nó mắc hơn, các anh chị mua không có được đâu nha mọi người. Đang còn cái giá khuyến mãi cho các anh chị mình, nếu như mà anh chị mình muốn tiết kiệm, anh chị mình muốn mà mua được với cái giá hời hơn thì các anh chị nên mua trong thời gian này nha. 2.4 triệu, 2.5 triệu mỗi chai mỗi set, nhưng mà chỉ giảm còn có 1.8 triệu thôi. Đúng rồi, và hoàn toàn nhà em được miễn phí ship. Các anh chị thấy cái chai nước hoa nó bự, nó lớn như thế này, nhà em cũng miễn phí ship cho mình luôn. Nhưng mà nước hoa được cái là các anh chị chỉ nhận hàng và check mã vạch bên ngoài là các anh chị biết đó là hàng chính hãng hay không rồi, và đúng là hàng bên nhà em hay không. Chứ các anh chị không thể nào mà đập hộp ra các anh chị trả về là không được nha các anh chị nha. Cảm ơn anh chị mình rất là nhiều. Dạ. Nếu mà có nhu cầu thì để lại số điện thoại cho tụi em. Có thuốc trị hôi nách không? Dạ kỳ quá. Không dạ. Ạ. Trời sao ơi. Vậy nè, nhìn nè. Sao mà có thuốc đó được? Anh này nói gì giỡn vậy không á? Không có nước hoa nữa đâu nha. Làm gì có, trời ơi tôi giận hưng nè, tôi giận hưng nè. Không có nữa nha. Hơi giống rồi. Thì đó em làm cho giống mà. Chị biết ai rồi đó, em làm biết là mà, chị biết mà. Ai trời ơi anh trai nói gì vậy anh trai? Cười quá anh trai này giận nha. Em giận 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 anh trai nói nghe nha. Nghe mất ngủ luôn, giờ nghe da gà nổi mất ngủ luôn. Hưng nè. Đó. Những chị gái nào mình đang còn chần chờ, mình đang còn giống như là phân vân chưa hiểu rõ sản phẩm, em thì đừng ngần ngại gì hết. Tại mình mua hàng online trên mạng thì nói sự cái tâm lý của các anh chị cũng lo lắng là chuyện bình thường thôi đúng không? Nhưng mà các anh chị mình cứ để số nhà em còn tư vấn một lần nữa. Mình thắc mắc, tôi làn da tôi đang như thế này và tôi cần được sử dụng những sản phẩm nào thì nó mới thích hợp. Các anh chị đặt ra còn những câu hỏi mà các anh chị muốn hỏi và bên em sẽ tư vấn tận tâm tận tình nhất cho các anh chị luôn. Mua bên này không mua trời. Đúng rồi, mua quanh cái line nào mà đang trực tiếp đó kìa thì mình mua thì nó nó hợp lý. Đức Nhật Ngô, đừng quên là nhà em có dòng kem body cao cấp nha mọi người. Body dưỡng trắng da toàn thân giữ ẩm nè. Mùa đông sắp đến đó mọi người ơi, da sẽ rất là dễ bị khô luôn. Cho nên mình phải cần sử dụng kem body để dưỡng ẩm lại. 480.000 một chai, mua 1 có quà, mua 2 tặng 2 quà. Mua 2 được tặng 2 quà lần nha. Mua 2 được tặng thêm một chai mà còn thêm một tip sữa rửa mặt trị giá 250.000 nữa. Quá là đã luôn. Những chương trình khuyến mãi nhà em mà chơi lớn là nó cũng sẽ bị sắp kết thúc rồi mọi người.
Cho nên là những anh chị nào mình chưa mua thì mình nhanh tay mua nghe. Đúng rồi, các anh chị mình nhanh tay nhanh chân để số nha. Đừng quên là nhà em có sản phẩm chống nắng đã có hàng rồi nha cả nhà. Trời mình ơi, ơi, cái này giới thiệu một thiếu lần nè. Nữa. Không thể nào thiếu luôn á Linh ơi. Chống nắng mà thiếu là da số quắc xua đúng không? Bây giờ hiện tại không không có người yêu cũng không có sao đâu đúng không? Người yêu sau này có, nhưng mà chống nắng mà không có hôm nay là da mình sẽ xấu ngày mai ngày mốt ngày kia là sẽ xấu, xấu là sẽ không có người yêu hơn. Uống collagen bao nhiêu, chăm sóc da bao nhiêu, build da bao nhiêu, tiền trăm tiền triệu vô da bao nhiêu. Nhưng mà bỏ qua cái bước chống nắng là tôi nói là sai lầm luôn, sai lầm lớn luôn. Chống nắng nó quan trọng với cái làn da của mình lắm mọi người ơi. Phải nói là cái độ SPF á, nó rất là quan trọng nha các anh chị. Tình yêu cho tôi xin lời cây rơi. Từ đời Napoleon tới giờ vẫn còn. Kem chống nắng nó có công dụng là bảo vệ cái làn da của mình khỏi tác động của nắng mặt trời. Cái tia cực tím anh chị biết không? Không phải mình ở trong mát là mình thấy không không có ánh nắng là không có tia cực tím đâu. Tia cực tím nó không nằm ở cái ánh nắng mà nó nằm trực tiếp ở ngoài trời. Đó, ở trong bóng râm, ở trong mát hay là ở trong phòng máy lạnh nó cũng sẽ xuyên thấu được. Ở dưới đất cũng sẽ có tia cực tím cho các anh chị luôn đó. Cho nên là anh chị mình đừng có nghĩ là ở trong nhà mình không xài nha. Chống nắng nó rất là cần thiết. Nếu như anh chị mình để cho cái làn da của mình ở ngoài cái chế độ bình thường mà không xài chống nắng á, thì da các anh chị mình sẽ bắt đầu bị lão hóa rất là sớm hơn người bình thường. Người bình thường một năm người ta lão hóa 30%, anh chị mình sẽ bị lão hóa 50% đến 60% luôn đó cả nhà. Bị gấp đôi cái người bình thường khi mà người ta xài chống nắng đó cả nhà mình ơi. À, độ SPF nhà em tới 50 cộng nè à, và chống lại được với tia cực tím của UVB và UVA luôn cả nhà mình ơi, là hai cái tia mà nó ảnh hưởng đến da của mình nhiều nhất và nó làm tăng sắc tố da của mình nhiều nhất cả nhà mình. Anh chị xài chống nắng nha em, các anh chị sẽ cảm thấy rất là thích với một cái mùi rất là thơm. Thứ nhất, thứ hai là một cái cảm giác rất là mát lạnh, rất là đã khi mà mình xài lên trên da của mình. Hầu như em xài nhiều loại chống nắng lắm rồi, chưa có loại chống nắng nào mà xài mà có cái độ mà lạnh mà mát cực như cái loại kem chống nắng này thật sự. Với dễ chịu đúng không? Nó dễ chịu lắm luôn á mọi người. Và không có bị bít tắc lỗ chân lông của mình, cực kỳ là thơm. Anh chị mà xài rồi là chỉ có ghiền thôi. Xài rồi chắc chắn là sẽ ghiền nha. Em chào hai chị. Dạ, xin chào anh Tú. Có 290 ngàn một tiếp mà công dụng của nó mang lại là quá tuyệt vời, ngoài sức tưởng tượng rồi đó mọi người ơi. Giá chống nắng thì là bao nhiêu vậy em ơi? Dạ 290 ngàn một tiếp chị gái ơi. Chị mua một nhà em miễn phí ship, chị mua hai đi có quà. Em nói thiệt sự các anh chị là cứ mua hai đi, mình lấy quà và hàng nhà em bao đổi trả, mà các anh chị cứ yên tâm về cái chất lượng nha. Mua hai có quà không phải sướng hơn sao? Mua một tiếp chắc chắn các anh chị quay lại sẽ mua tiếp thứ hai. Tại vì chống nắng các anh chị xài nó mau hết lắm, ngày nào cũng dùng mà 2 tới 3 lần. Dạ, cái đó là kệ đi, Mami Ma. Hồi đó tên là Mạnh Cường Cao đó phải không? Kệ đi anh, tại vì không có còn liên quan đến tụi em nữa, cho nên là tụi em không có dám nhắc đến. Mỗi người sẽ có một cái công việc khác nhau, cho nên là thôi mình đừng đụng chạm nó sẽ bị chạm đụng. Đụng chạm nó sẽ bị chạm điện. Xạo quá nè, ai vậy ta? Nè nhóc này xàm quá phiền quá, block. Block đi, nhìn mặt. Nhân Ly hả? Mấy rồi. Người mà đeo kiến mà nhìn giả tạo quá. Không, đeo kiến kia kìa, đeo kiến mà màu trắng màu ơ rồi đó. Đeo kiến không chồng rồi đó, hiểu không? Này có chồng gõ cốc cốc nè. Chừng nào mình đeo thì mình không nói mình. Bây giờ mình không có đeo. Cho chị xin chương trình khuyến mãi của collagen sủi. Cho chị xin chương trình của collagen sủi nhé. Dạ đây ạ, à, sủi một hộp là 1,1 triệu và bên em đang có chương trình khuyến mãi đó chị gái ơi. Chị mua 3 hộp trong thời gian hiện tại 3,3 triệu đồng. Nhà em sẽ tặng cho chị thêm một hộp sủi nữa, chị giá 1,1 triệu luôn nha chị. Là có nghĩa là mua 3 tặng 1. Mà chị mua 4 đi, nhà em có siêu quà cho chị luôn. Chị mua 4 hộp sủi, nhà em tặng cho chị tới 3 phần quà. Quà là thêm một hộp này nữa nè, hoặc là một thêm một tip à, một hộp collagen DC Plus và một tip sữa mặt nha chị nha. Em thôi nha. Ờ. Lấy của người ta. Bởi vậy, ủa vậy hả, quên con thế người ta né liền không? Đó các anh chị mình mua hàng thì để số nha. Đúng rồi á, đúng rồi chị gái ơi, chị Le ơi, chị Le, chị tên là Thị Le hả? Chảnh à. Ừ. Chảnh ghét chị thích tên Thị Le, tên gì mà tên đọc dữ trời. Trai mà tên Nhiên tôi nghi rồi. Nhiên còn Nhiên Lê, Nhiên Ly. Lê thì để đại Lê đi. Ờ mà đặt Ly Ly. Trời ơi. Mệt. Ôi. Mày mốt chắc mình cũng phải đặt Yến tách quá, Linh tách quá. Ôi. Ly tách đồ mệt. Đúng rồi. Linh xô Yến thao. Thương cái ly đó nhiều. Cái ly đó hả? Là cái gì? Không thôi là Linh ấm nè. Yến cái... chén hả? Ấm chén. Ấm chén. À quên, mọi người mua collagen nha, mọi người không lấy collagen tặng, mọi người có thể lấy ấm chén hả? Bộ ấm tách trà. Tách trà. Rất là to nha. 4 sủi nhé. Cảm ơn chị Phượng Nguyễn, siêu quà cho chị luôn nha chị ơi. Quá là tuyệt vời chị ơi.
Siêu quà luôn chị gái. Gì vậy cô em? Thục Anh, có ai thấy Thục Anh của tôi ở đâu không? Xin chị giùm cho tôi biết. Em ở đâu? Thục Anh ơi, hiện giờ em ở nơi đâu? Có biết anh đang chờ? Có biết anh đang mong chờ? Mọi người biết Thục Anh là ai không? Mọi người chỉ em với. Bên chị có bán nước hoa không? Dạ có chứ. Trời ơi, đang tư vấn nãy giờ luôn nè. Nước hoa Pháp ba tầng hương nè. Hỏi đúng nơi đúng chỗ dữ gì trời. Dạ đây là nước hoa Nam nè. Nước hoa Nam nè, nhìn kỹ thấy không? Đó. Cái chai lớn là 100ml, chai nhỏ là 10ml nha. Mình mua một set này sẽ được giảm giá. À, một set giá gốc là 2.550.000. Giảm còn 1.800.000. Yến và Linh bao nhiêu tuổi rồi? Dạ bé Yến năm nay 18, bé Linh năm nay 16. Dạ. Bài thứ 3 tên là bài gì? Ai vậy? Kìa. Tặng chị bài về quê làm siêu quà em ơi. Về quê hả chị? Ok chị yêu okay. Nha. Tặng chị luôn. À, em mệt quá trời, em tính không có hát nữa. Tại vì một xíu nữa bé Linh phải like bên trên TikTok nữa mọi người. 10 giờ bé Linh like TikTok nha mọi người. Xíu nữa Yến Như My cũng rảnh đi Yến like nữa. Mọi người vào ủng hộ nha. Mọi người lên kênh TikTok tìm là Yến Du My hoặc là Linh Em sẽ hiện ra hai kênh của tụi em. Kênh của Yến là gần 5.5 triệu lượt follow rồi. À, bé Linh thì 200 mấy chục ngàn. Mọi người nhớ vào theo dõi hai kênh nha. Để từ nay về sau bé Linh sẽ like thường xuyên bên TikTok hơn. Mọi người nhớ nha mọi người, 10 giờ đêm mỗi ngày là em sẽ like nha. Đó các anh chị mình nhanh tay đặt hàng để số. Tăng cân cảm ơn Vũ Thị Lực. Dạ cảm ơn ạ. Đau họng rồi. Xíu nó về hát bên TikTok. À, rất là đuối. Nhưng mà khi anh chị đã thích thì tụi em sẽ chiều nhé. Ơi quê ta bánh đa bánh đúc, nơi thảo thơm đồng xanh trái ngọt, nơi tuổi thơ ta trải qua đẹp như giấc mơ. Ơi quê ta giàu sương dài nắng, viên trường nghèo liều tranh mãi siêu, kia xa nơi như gian chi gian mê năm theo dòng đời đua trên phiêu bạt nơi phồn hoa cát bụi, đôi khi cánh cỏ xưa tạt vào giấc mơ. Nước qua cầu thời gian trôi mau, nơi bền lâu là nơi lắng sâu hiểu quê. Gửi nguyên cái file vô không được ta. Sao nó hiện lên cái gì? Đây. Lỗi. Nhiều quá đầy quá nó gửi mỗi. Em phải có một cái USB em chép qua. Thăm lại miền quê, nơi có một chiến đê, có hàng tre dù khi chiều về. Ơi quê ta bánh đa bánh đúc, nơi thảo thơm đồng xanh trái ngọt, nơi tuổi thơ ta trải qua đẹp như giấc mơ.
dài nắng, viên trường nghèo lều tranh mái siêu, kiệt xa nơi như gian chi gian mê bao nhiêu năm theo dòng đời đua trên phiêu bạt nơi phồn hoa cát bụi, đôi khi cánh cò xưa tạt vào giấc mơ lướt qua câu thời gian trôi mau, nơi bền lâu là nơi lắng sâu thiếu quê hương ta về. Thời gian trôi mau, nơi bền lâu là nơi lắng sâu thiếu quê hương ta về, ta về đâu. Nhà mình rất là nhiều. Dạ đúng rồi mọi người, có thắc mắc gì thì mọi người cứ để số, bên em sẽ tự động liên hệ cho các anh chị để mà tư vấn cho các anh chị trực tiếp qua số điện thoại, nó sẽ rõ ràng và dễ hiểu hơn mọi người nhé. Đặc biệt là chống nắng nhà em đã về hàng, bữa giờ những anh chị nào mình hỏi chống nắng nhà em mà chưa có hàng, các anh chị chưa mua được á, thì mình nhanh tay để số nha, tại vì số lượng nhà em về cũng ít chứ không có nhiều mọi người ơi. 290.000 một tiếp, mua 2 sẽ có quà, mua 2 nhớ đòi quà giúp em nha. Quà là các anh chị có thể lấy thêm chống nắng nữa nè, hoặc là xịt mặt, hoặc là tẩy tế bào chết, hoặc là son mọi người nha. Và hoàn toàn nhà em hoàn toàn được miễn phí ship, không có tính tiền ship cho mình. Chống nắng cực kỳ hiệu quả, cực kỳ cần thiết cho cái làn da mặt của chúng ta luôn nha. Nam nữ gì mình cũng có thể xài được nha mọi người. Cùng nhau làm đẹp đi nào mọi người ơi, Tết đến xuân về rồi, còn vài tháng nữa thôi là mình đón có một cái năm mới rồi. Những cái gì cũ, những cái gì không tốt thì mình bỏ lại năm này, và mình phải tìm cho bản thân mình cái gì mới mẻ, những cái gì tốt đẹp nhất mình để đón năm mới nha. Làm đẹp trong thời gian này là hợp lý đó mọi người, đừng để cận Tết quá mà lúc đó mình mới tranh thủ làm đẹp thì bị trễ, không có kịp ăn Tết đâu. Làm đẹp thì một quá trình thì nó mới đẹp được, chứ không phải là ngày 1, ngày 2 là đẹp liền. Cho nên các anh chị mình cái thời gian này là khá là hợp lý cho mình làm đẹp luôn đó. Cùng nhau làm đẹp đi mọi người ơi. Collagen sữa ông chúa nè, hoặc là collagen viên DC Plus, hoặc là collagen sủi nhà em hiện tại vẫn đang còn hàng và vẫn còn đang trong chương trình áp dụng khuyến mãi. Những anh chị nào là tín đồ của collagen ở nhà còn một hộp hai hộp mà mình chưa uống hết á, thì mình tranh thủ mua để dành uống nha. Một hộp sử dụng có một tháng là hết trơn rồi. Tranh thủ mua để mà lấy quà đi mọi người ơi. Collagen càng uống càng đẹp, không có gì hết, càng uống thì càng đẹp thôi. Cảm ơn chị Thanh Vân, cảm ơn Huyền Hài Hòa, quá cái tên đẹp quá chị ơi, Huyền Hài Hòa. Lê Thị Nhâm, mọi người có thắc mắc gì thì cứ hỏi thoải mái bên dưới cho hai chị em nha. Tăng cân mập đà thì là 350.000 một hộp, và nhà em là bán thảo mộc chứ không phải là thuốc rồi. Nghe từ thảo mộc là biết là thảo mộc rồi, không phải là thuốc rồi mọi người. Tác dụng phụ là nói không nha, mập nước, tích nước nói không luôn. Nhà em nói chung là sản phẩm nhà em nó chỉ là hỗ trợ thôi, hỗ trợ mình ăn ngon ngủ ngon thôi, bồi bổ lấy lại sức khỏe của mình thôi. Còn cái việc tăng nhiều hay là tăng ít là tùy vào từng cơ địa của mỗi người. Tại vì mỗi cơ thể chúng ta là cơ địa khác nhau, không có cơ địa nào giống nhau hết mọi người ơi. Có nhiều cơ địa ăn được, ngủ được, hấp thu chất dinh dưỡng tốt, tăng ký được nhiều là chuyện bình thường. Có nhiều cơ địa ăn được, ngủ được nhưng mà hấp thu chất dinh dưỡng kém thì tăng cân ít cũng là chuyện bình thường. Mà có nhiều những trường hợp đặc biệt ăn được, ngủ được nhưng không lên ký, đó là cơ địa rồi, đó là gầy kinh niên rồi. Nhưng mà miễn sao sức khỏe mình tốt là ok nha. Không có gì quý giá bằng sức khỏe, tăng cân nhưng mà phải khỏe đầu tiên mọi người. Khỏe, tăng cân, chứ mà tăng cân mà không khỏe thì thôi đừng tăng cân. Tăng cân uống tuần mà lên ký, lên được 5-6 ký, các anh chị nghĩ là đó sản phẩm tốt. Nhưng mà sau này nó sẽ có tác dụng phụ, nó sẽ rất là hại cho cơ thể chúng ta luôn. Cho nên là mình đừng có cái gì mà hấp tấp mọi người nha. Người ta thường nói là dục tốc bất đạt, cái gì chậm mà chắc mọi người. Cái chuyện lên bản thượng đó hả? Mọi người mua hàng nhớ để số nha.
Mọi thắc mắc nhu cầu của tất cả quý vị mình là bên em sẽ liên hệ qua số điện thoại của mình nha, cho nên là mọi người cứ yên tâm để lại số điện thoại cho tụi em nha cả nhà mình ơi. Tẩy tế bào, sữa rửa mặt, kem chống nắng, rất là nhiều sản phẩm mà còn đây cả nhà mình ơi, cả nhà mình ơi. Đau họng quá rồi. Anh chị mình nhanh tay nhanh chân mua hàng ủng hộ cho chị em Miễn Linh đi nào, để cho tụi em Miễn Linh chuẩn bị kết thúc live nữa các anh chị mình ơi. Đã đến khung giờ mà tụi em chuẩn bị kết thúc live rồi, đợi anh chị mình một xíu nữa thôi là tụi em kết thúc live liền đó cả nhà mình. Đẹp lắm. Mấy lần tháng buồn trôi, nắng mắt ưu tư khát khao trong đêm tháng. Cảm ơn Nguyễn Sang nha. Đó, mọi người có thắc mắc gì thì cứ hỏi thoải mái hoặc là để số bên dưới. Ngày mai bên em sẽ có chuyên viên gọi điện tư vấn cho các anh chị nha mọi người ơi. Làm đẹp đi, cùng nhau làm đẹp đi ạ. Tuyến Hà, Thanh Vân. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều ngày hôm nay đã dành thời gian quý báu đến với buổi live của chị Miễn Linh nha. Anh chị mình hôm nay ai cũng dễ thương hết, toàn trai xinh, toàn gái đẹp không luôn. Chắc là thôi bây giờ Yến Linh cũng xin phép gửi lời chào đến anh chị mình và gặp lại anh chị mình vào buổi live trực tiếp ngày mai vào lúc 11:15 của Nhiên Ly và Yến Du My, và 7 giờ tối hàng đêm sẽ có sự xuất hiện của Linh em nha mọi người. Em sẽ hát full buổi tối thôi, buổi trưa em sẽ không hát nữa cả nhà mình ơi. Và em sẽ dành thời gian cho buổi live TikTok vào lúc 10 giờ. Cả nhà nếu mà ai có kênh TikTok hoặc là chơi cái trang mạng TikTok thì mọi người vào theo dõi 10 giờ mỗi ngày để bé Linh live cho mọi người cùng xem nha, và Yến Du My nữa nha mọi người. Xin chào.